Thì những người mà đã gặp vấn đề rồi thì kiểu gì người ta cũng đi tìm cách để giải quyết vấn đề. Và kiểu gì cũng sẽ có một người nào đó họ dũng cảm hơn bạn, họ nhiệt tình hơn bạn, họ chăm sóc người thân của bạn và người thân của bạn mua hàng của họ. Sau đó họ rất là khéo léo, họ rất là tận tình để biến người thân của bạn trở thành người bán hàng cùng họ, bán những sản phẩm cho các bạn đẹp như vậy. Vậy là bạn một chiến tuyến và thành viên trong gia đình của bạn cũng là một chiến tuyến. Vâng, đúng rồi ạ. Đó là một cái nó rất là rủi ro, nó rất là lớn ạ. Khi mà người thân trong gia đình với nhau mà nó lại xảy ra cái vấn đề là bán sản phẩm của người khác hoặc là bạn bán sản phẩm của người khác thì nó sẽ gây ra một cái vấn đề là tranh cãi lớn. Xin chào, tôi là Án Quang Dự và chúng ta lại gặp nhau ở Talk Show chuyện trò cùng phụ nữ về chủ đề kinh doanh online. Có một câu hỏi các bạn gửi tới chương trình: làm sao có thể bán hàng cho người thân? Hôm nay tôi đã mời một cô gái đến từ Thanh Hóa. Cô ấy có mặt ở đây từ buổi sáng rất là sớm để trả lời câu hỏi này cho các bạn rồi. Xin mời em. Em chào thầy ạ. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà có mặt tại đây. Xin giới thiệu đôi qua chút một chút về mình. Mình là Lê Thị Xuân. Hiện tại mình đang là CEO và founder của mỹ phẩm Lê Xuân. Mình kinh doanh hệ thống được 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Và hiện tại thì hệ thống của mình là 1.000 người. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui và vinh dự khi mà có mặt tại đây. Sẽ cùng với thầy Hán Quang Dự để giải đáp những cái câu hỏi mà các bạn đang quan tâm nhất về kinh doanh online. Hay quá, cảm ơn Xuân. Bạn ấy đi ra đây từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho cái talk show ngày hôm nay đấy. Nên là nội dung chắc chắn sẽ làm cho các bạn cảm thấy vừa không phải vừa lòng vậy mà phải rất là hài lòng. Xuân, thầy dự muốn hỏi em một chút. Ở đây có phần là bán hàng cho người thân. Thì vậy cái lợi ích của việc bán hàng cho người thân là gì? Ngày hôm nay thì em sẽ xin phép được trả lời cái câu hỏi mà thầy Hán Quang Dự vừa đặt. Thứ nhất là về cái lợi ích mà bán hàng cho người thân. Theo em thì với cái kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm thì mình xin phép chia sẻ với các bạn như sau. Đối với cái việc bán hàng cho người thân thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên mà các bạn phải nghĩ ngay tới đó chính là lợi ích về doanh số. Đúng rồi. Chúng ta bán hàng. Dạ. Đúng rồi, và thước đo của sự thành công trong bán hàng thì có rất là nhiều chỉ số đúng không nhỉ? Nhưng một trong những chỉ số đấy đó là tiền, đó là kết quả kinh doanh phải thể hiện bằng tiền đấy, đúng không nhỉ? Thì đương nhiên là bán hàng cho người thân thì người thân là một khách hàng thì đương nhiên là bán thì phải nhận lại tiền rồi. Thứ nhất là lợi ích về doanh số, về lợi nhuận. Dạ. Ok. Lợi ích thứ hai là gì ạ? Lợi ích thứ hai của chúng ta đó chính là các bạn sẽ kết nối được cái mối quan hệ cùng với người thân. Là cái mối quan hệ giữa bạn và người thân của mình nó sẽ gắn kết nhiều hơn. Bởi vì lý do là khi các bạn bán hàng cho khách hàng, cho người thân của mình thì người thân sẽ trở thành khách hàng và chúng ta sẽ đồng hành với người thân khi sử dụng sản phẩm, thì cái mối quan hệ đó nó sẽ được gắn kết nhiều hơn. Và cái mối quan hệ đó nó sẽ được củng cố, được bền chặt. Dạ, vâng, bình thường thì những người thân trong gia đình thì có thể một tuần gọi điện cho nhau một lần, hoặc thậm chí một tháng, hàng tháng mới gọi điện cho nhau một lần, hoặc gặp nhau một lần trong những dịp gì đó đại sự của gia đình. Nhưng từ khi mà chúng ta bán hàng cho nhiều người thân hơn thì chúng ta có nhiều cái cớ hơn để chúng ta có thể giao tiếp với người thân của chúng ta. Từ đó thì mối quan hệ liên quan đến thành viên trong gia đình cũng khăng khít hơn. Đương nhiên rồi. Còn cái lợi ích gì nữa? Có một cái lợi ích rất là quan trọng nữa, lợi ích thứ ba đó chính là khi mà người thân sử dụng sản phẩm của chúng ta thì người thân sẽ trở thành một kết quả, tức là một quả. Nhân chứng kết quả. Nhân chứng kết quả. Đúng rồi ạ. Vâng. Nhân chứng kết quả cho cái sản phẩm của bạn đó chính là cái câu chuyện về người thân đã sử dụng sản phẩm. Thì khi mà các bạn bán hàng ấy và khi mà các bạn có người thân trong gia đình sử dụng sản phẩm thành công, Xuân giả sử như thế này, giả sử như là Xuân kinh doanh cái sản phẩm chị mụn Lê Xuân, thì với cái sản phẩm này khi mà bạn có một người thân sử dụng thành công và bạn mang câu chuyện này giới thiệu với rất là nhiều người thì đương nhiên rằng là bạn chốt sale nó sẽ rất là thành công. Bởi vì sao người thân mà lại sử dụng sản phẩm thành công, chị mụn thành công, thì đó là một cái rất là tuyệt vời để chúng ta mang câu chuyện đó đi giới thiệu với khách hàng của chúng ta. Khách hàng họ tin tưởng hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Và thậm chí khi chúng ta kể chuyện của một người thân mình ấy thì người thân đấy rõ ràng là sẽ có vai vế, ví dụ như là cô em gái của mình này, dạ, ví dụ như dì của mình này, hoặc thậm chí là cô của mình, thậm chí là bác của mình, hoặc là chị dâu của mình. Thì lúc đấy thì có danh xưng này, xong có tên thì người ta tin hơn rất là nhiều rồi. Dạ. Đương nhiên. Và khi chúng ta mà bán hàng cho người thân thì em có cảm thấy rằng là khi mà chúng ta đã bán hàng cho một người thân nào đó và người đấy sử dụng hiệu quả thì tự nhiên cái thần thái của mình, cái sự tự tin của mình khi trong giao tiếp với cái thành viên trong gia đình đúng và rồi. Sự tự tin của mình khi giao tiếp với người ngoài nó có tăng lên không? Có tăng lên rất là nhiều ạ. Bởi vì mình đã giúp cho người thân của mình giải quyết được vấn đề mà họ đang gặp phải, cũng như là cái câu chuyện mà được người thân ủng hộ, thì các bạn chắc chắn rằng là người thân mà ủng hộ chúng ta và người thân giải quyết được vấn đề khi họ gặp phải thì mang câu chuyện đó đi với tất cả khách hàng của chúng ta thì đó là một cái nhân chứng phải gọi là 100% tin tưởng tuyệt đối.
Còn cái việc lợi ích nữa mà thực sự thấy nhiều người cũng đang khai thác rất triệt để, đó là biến người thân của mình trở thành khách Thành hàng, sau dạ. đó lại còn trở thành cả những thành viên trong đội nhóm Thành của viên trong mình. đội nhóm của mình, đúng rồi Có ạ. điều đấy không Đó ạ? ạ, đó là một cái lợi ích rất là lớn. Và cái lợi ích này nó sẽ về sau, khi mà người thân sử dụng sản phẩm thành công thì bạn hoàn toàn có thể đề xuất người thân tham gia và trở thành đội nhóm, thành viên trong đội nhóm của các bạn. Tức Cái là bây giờ này là chúng ta không chỉ giúp nhau giải quyết vấn đề là mụn là nám đơn giản dạ nữa đúng rồi. mà còn giúp nhau cả kiếm tiền, Đúng rồi ạ. và lúc đấy trở thành thành viên trong đội nhóm, có khi dì của mình, cô của mình lại trở thành là gì ạ? À? Lại trở thành cấp dưới của mình trong hệ thống kinh doanh. Đúng rồi, À, nó rất là hay. dạ. Dì của mình, thậm chí là chị gái của mình gọi mình là boss. Các bạn thấy thích về điều này không nhỉ? Rất là thích, gọi mình là thủ lĩnh, còn họ là thành viên. Hay đấy. Nhưng mà cũng sẽ có những cái rủi ro. Nếu như chúng Vâng. ta bán hàng cho, bây giờ trường hợp là chúng ta không thể bán hàng cho người thân đi. Người thân ta đang gặp vấn đề về nám, về mụn. Ví dụ sản phẩm của em là chị giải giải quyết vấn đề về gì ạ? Về nám này. Dạ. À, về mụn là chính đúng không? Vâng. Thì bây giờ người thân chúng ta gặp vấn đề về nám, về mụn mà chúng ta không thể nào bán hàng được cho người thân thì rủi ro của chúng ta là gì? Cái rủi ro thứ nhất là cái rủi ro thứ nhất cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là bạn sẽ không có doanh số, bạn sẽ không bán được hàng. Đó là cái rủi ro đầu tiên. Cái rủi ro thứ hai chúng ta có thể nghĩ ngay tới là nếu như mà các bạn đang bán sản phẩm mà người thân của các bạn lại có những cái vấn đề liên quan đến sản phẩm của các bạn mà các bạn không bán được thì người thân sẽ Mua hàng đương của người nhiên là mua khác. hàng của người khác, đúng rồi ạ. Dạ vâng, sử dụng sản phẩm của người khác, Nhưng rủi ro sau đó nữa cơ. trở thành đối thủ. Trở thành đối thủ. Tức Đúng là rồi gì ạ. ạ? Người Bạn thân mà trong gia đình mà trở thành đối thủ đây, với ví dụ bạn. những sản phẩm như thế này, người ta rõ ràng bị nám, bị mụn rồi mà các bạn lại không thể giúp được cho người ta. Dạ. Thì những người mà đã gặp vấn đề rồi thì kiểu gì người ta cũng đi tìm cách để giải quyết vấn đề, Dạ. và kiểu gì cũng sẽ có một người nào đó họ dũng cảm hơn bạn, họ nhiệt tình hơn bạn, họ chăm sóc người thân của bạn, và người thân của bạn mua hàng của họ, sau đó họ rất là khéo léo, họ rất là tận tình để biến người thân của bạn trở thành Đối người bán thủ. hàng cùng họ, Đúng rồi. bán những sản phẩm liên quan làm đẹp như vậy. Dạ. Vậy là bạn một chiến tuyến và thành viên trong gia đình của bạn cũng là một chiến tuyến. Vâng, đúng rồi ạ. Đó là À, một rủi ro cái nó đấy. rất là rủi ro nó rất là lớn ạ. Khi mà người thân trong gia đình với nhau mà nó lại xảy ra cái vấn đề là bán sản phẩm của người khác hoặc là bạn bán sản phẩm của người khác thì nó sẽ gây ra một cái vấn đề là Đúng tranh rồi. cãi lớn. Chính xác. Đúng rồi. Ai cũng muốn là sản phẩm của mình bán được nhiều. Dạ. Ai cũng nói là sản phẩm của tôi tốt nhất. Vâng. Nhưng lại có một trường hợp rủi ro nữa. Là ngay cả khi chúng ta đã bán hàng được cho người thân rồi, nhưng sản phẩm của chúng ta giả sử nó không thể giải quyết được vấn đề cho người thân, nó khiến cho người thân bị mất niềm tin. Cái rủi ro này có lớn không? Rủi ro này cũng rất là lớn. Nếu như mà muốn giải quyết cái rủi ro này thì trước khi mà các bạn tư vấn cho người thân thì phải có một cái sự cam kết. Cái sự cam kết đây đó là chúng ta sẽ cùng đồng hành với người thân, hoặc là các bạn có thể cam kết bằng cái việc là các bạn có thể bồi thường hoặc là hoàn trả lại hoặc là sẽ Đưa ra gọi, đúng rồi. cái đưa ra những Dạ. cái cam kết nào đó mà người ta thực sự muốn. Vâng, Thì đúng rồi việc của ạ. chúng ta là như này, chúng ta đã xác định bán hàng cho người thân rồi, vì cái lợi ích của việc bán hàng cho người thân nó rất là nhiều, Đúng rồi ạ. nên thầy dự khuyên cho các bạn là nếu bán được hàng cho người thân rồi thì phải dành cái tâm của mình ra để chăm sóc, Đúng và rồi ạ. dành cái sự chu đáo của mình ra để còn chăm sóc, thậm chí còn phải chăm sóc một cách vô cùng kỹ càng. Dạ. Hãy biến mình trở thành một người chăm sóc khách hàng kỹ càng và coi khách hàng của mình, coi người thân của mình giống như một người rất là khó tính ấy, Đúng rồi nên ạ. là phải chăm sóc đến mức độ như vậy. Dạ. À, thế bây giờ chúng ta đã giải quyết xong cái phần lý do tại sao rồi, chúng Dạ. ta đến cái phần là làm như thế nào để bán hàng cho người thân, các bước để bán hàng cho người thân. Dạ. Thì ngày hôm nay thì Xuân cũng sẽ chia sẻ với các bạn các bước. Các bước này thì Xuân đã hướng dẫn hệ thống của Xuân cũng như là đã áp dụng thì rất là thành công và rất là hiệu quả. Cho nên là Xuân sẽ chia sẻ với các bạn những cái bước mà chúng ta có thể bán hàng cho người thân. Cái bước đầu tiên các bạn không được bỏ qua đó là lúc đầu thì Xuân có chia sẻ về doanh số nhé, nhưng các bạn đừng có quan tâm quá nhiều về cái việc các bạn bán được hàng hay không, mà hãy kết nối cái mối quan hệ đó với người thân của các bạn trước đã. Hâm nóng đấy, Đúng rồi, cái hâm bước nóng. đấy người ta hay gọi là bước hâm nóng các mối quan hệ. Dạ. Hâm nóng các mối quan hệ, bởi vì thường rõ ràng họ là anh chị em, những người thân, thậm chí là ruột thịt trong gia đình chúng ta, thậm chí là anh chị em xa hơn một chút là nội ngoại, nhưng mà chúng ta đâu phải ngày nào cũng kết nối được với họ đâu, mỗi Đúng người rồi một ạ. nhà, mỗi người một việc, Đúng rồi ạ. nên là bước đầu tiên bao giờ cũng phải hâm nóng đã. Thì Vâng. trong quá trình hâm nóng này có những điều lưu ý gì? Chúng ta cần phải lưu ý một số điều như là khi mà các bạn hâm nóng và kết nối cái mối quan hệ đó thì các bạn có thể là sẽ làm với cái hai lưu ý như này. Lưu ý thứ nhất là các bạn sẽ tương tác thường xuyên và nói chuyện thường xuyên với lại người thân đó của các bạn mà các bạn muốn kết nối và muốn bán hàng nhé. Thứ hai là các bạn hãy giúp đỡ họ một điều gì đó. À, từ khóa là giúp đỡ họ một điều Đúng gì rồi đó. ạ, mình Hãy có nghĩ cách thể để giúp đỡ họ một điều gì đó. đúng rồi ạ, hãy nghĩ cách để giúp đỡ họ một điều gì đó trong cuộc sống, trong công việc hay một cái gì đó chẳng hạn, thì các bạn hãy nghĩ cách làm thế nào để có thể giúp đỡ họ một điều gì đó. Thì cái điều này sau khi các bạn làm xong thì những cái bước sau của các bạn
sẽ giải quyết rất là dễ. Cho nên là chúng ta phải đi qua cái bước này xong thì các bạn sẽ đấy, giải quyết được cách bước sau. Để còn đúng hâm rồi. Nóng bằng cách là quan tâm đến họ này, tạo ra chuỗi hội thoại với họ này, hiện diện thường xuyên trước mặt họ này, sự kiện trong gia đình của họ, gia đình nhỏ của họ đương nhiên là có mặt này, sự kiện lớn có đại gia đình có mặt của họ đương nhiên phải có mặt của mình này. Dạ đúng rồi ạ. Ừ, và tìm cách để giúp đỡ họ. Đúng rồi ạ. Một điều gì đó. Một điều gì đó, vâng. Kiểu như là cho móc một món ân tình. Bước số 2 là gì? Bước thứ 2 là sau khi các bạn trải qua bước thứ nhất rồi, rất là ok rồi, thì các bạn sẽ đề xuất người thân sử dụng thử sản phẩm của các bạn chẳng hạn. Nếu như là cái sản phẩm của Lê Xuân á, thì chị Mụ Lê Xuân á, thì Xuân thường là đề xuất người thân với cái giá là mua sản phẩm này hoặc là dùng cái sản phẩm này với cái giá là ưu đãi. Đó. Còn nếu như các bạn bán những sản phẩm khác như kem, Xuân cũng có kem, các cái sản phẩm khác còn lại thì các bạn có thể đề xuất là cái việc các bạn cho người thân dùng thử. Sau khi họ dùng thử ok rồi thì chúng ta sẽ đề xuất với giá mua ưu đãi này, rồi với những việc những như dịp là mà, mở hàng này. Mở hàng. Đó, dạ. Dịp mở hàng rồi dịp đầu mại. Tháng chẳng hạn đó, khuyến mại gì đó. Vâng. Thì nó sẽ rất là dễ. Nhưng mà trong cái phần đề xuất này thì có nên chăng là trước khi chúng ta đề xuất ấy, thì trong quá trình chúng ta hâm nóng, chúng ta giao tiếp với họ rồi, thì hãy tìm cách để cho họ biết bằng cách là nghe này, hoặc là nhìn thấy, hoặc rồi. Là được đọc những cái câu chuyện thành tức công. Tức là mình sẽ chia sẻ với họ những cái câu chuyện mà mình đã giúp những người khác thành công với sản phẩm. Thì cái đặc thù ở bên sản phẩm của Xuân ấy, thì Xuân sẽ chia sẻ những cái câu chuyện mà rất là nhiều khách hàng sử dụng chị Mụn thành công. Thì đó là một cái mà giúp cho người thân hay thậm chí có thể là khách hàng của các bạn cũng sẽ tin tưởng cái sản phẩm này, nó sẽ rất là dễ, bởi vì bằng cái feedback thì nó sẽ giúp cho khách hàng hoặc là chính người thân của các bạn đang gặp hay vấn quá. Đề sẽ rất là tin tưởng, thậm chí là tin tưởng 100% luôn, bởi vì cái đặc thù của sản phẩm chị Mụn bên em á thầy, thì đây là cái sản phẩm mà trước về sau nó sẽ biểu hiện rất là rõ, nên là mình sẽ rất là dễ before after nó rất đúng là rồi. Rất là rõ ràng. Dạ. Và nhất là khi cái câu chuyện đấy lại của một người thân khác rồi. Dạ. Và trước đó đã có người thân nào đó sử dụng sản phẩm của mình và giải quyết được vấn đề rồi, thì với những người thân tiếp theo dễ vô cùng. Đúng rồi. Nên là thuyết phục người thân đầu tiên có thể là mất nhiều công sức. Vâng. Nhưng mà hãy nỗ lực để thuyết phục họ. Bởi vì từ khi mà có họ trở thành khách hàng thành công của chúng ta, thì cái việc bán hàng cho khách lạ và bán hàng cho những người thân tiếp theo nó dễ vô cùng các bạn ạ. Có một điều này các bạn lưu ý nhé. Có một cái điều là bạn sẽ giảm giá. Ví dụ bạn thấy người thân của bạn đang gặp vấn đề này, bạn muốn thuyết phục người thân mua hàng nhanh, thế là bạn bảo bạn giảm 50% hoặc là bạn giảm, bạn tìm cách để bạn giảm giá cho người thân mua ấy. Thì cái trường hợp này là trường hợp vô cùng tế nhị, nó có thể sẽ rơi vào cái trường hợp là bạn trở thành người phá giá, bởi vì biết đâu trước đó người thân của bạn đang được một người nào đó chăm sóc trước rồi, hoặc là thành viên trong đội nhóm của bạn chẳng hạn thế, nhưng bây giờ người thân của bạn lại biết bạn đang bán sản phẩm này, thế là bạn giao tiếp với người ta và là ô mua của em đi, em giảm cho 70% hoặc 50% hoặc lấy bằng giá như thế này, thì cái trường hợp đấy nó cũng hơi tế nhị một chút, nên là sẽ có những cái cách hay hơn, ví dụ như là gì ạ? Chúng ta hãy nói với người thân ta là họ đã gặp vấn đề rồi, và chúng ta phân tích cái vấn đề của họ ra, thể hiện tầm chuyên gia. Vâng. Sau đó thì chúng ta có thể là đề xuất họ mua, nhưng mà không tập trung vào giá, mà tập trung vào cái vì chúng ta đã từng giúp đỡ họ rồi ấy. Chúng ta hãy nói với họ rằng là chúng ta muốn họ trải nghiệm. Và chúng ta cũng sẽ dành thời gian ít nhất là 7 ngày liên tiếp để đồng hành quan sát họ. Dạ, vâng. Để còn họ giúp mình, cho mình những cái trải nghiệm, cho mình những feedback để mình dựa vào đó để mình phát triển công việc kinh doanh. Vâng. Tức là có cái sự nhờ họ trong đấy nữa. Đúng cái rồi. Kế này như nào? Cái này cũng rất là hay ạ. Đúng rồi. Như thầy vừa chia sẻ thì đặc thù của cái việc là kinh doanh hệ thống thì chúng ta sẽ không được giảm giá hay là bán giá sản phẩm thấp xuống. Tuy nhiên thì với cái kế của thầy vừa mới chia sẻ với chúng ta thì cái này nó rất là hay, mà cũng như là rất là thuyết phục nữa. Người thân thì chúng ta phải bán bằng tình thân, đúng rồi. Không? Người thân thì bán bằng tình thân. Chúng ta đang giúp họ giải quyết vấn đề. Nhưng mà chúng ta gì ạ? Chúng ta đừng có nói là tôi giúp bạn. Thì họ có thể sẽ khoanh tay đấy. Bởi vì chưa biết là mình có giúp được họ hay không, nhưng họ đã phải trả tiền cho mình rồi. Dạ. Nên là hãy nói rằng gì ạ? Đây là quá trình mình giúp đỡ họ, nhưng mà cũng là quá trình họ giúp đỡ mình. Dạ. Bởi vì có thể là mình đang bán cái sản phẩm này, mình rất là muốn có những cái chứng nhận kết quả là những đúng người thân ạ. Để giúp mình bán hàng tốt hơn. Đúng thì người ta nghe là chứng nhận kết quả, thì họ nghĩ rằng mình sẽ là một trong những người chứng nhận kết quả. Và thực tế thì lúc đó thì họ sẽ nổi lên cái từ huyệt gọi là từ huyệt cống hiến ấy. Dạ. Tức là được giúp đỡ cho mình phát triển công việc kinh doanh, thì họ sẽ dễ dàng để còn trở thành khách hàng của mình hơn. Vâng. Nhưng nhớ tiêu chí để bán hàng là người ta phải gì ạ? Phải thực sự gặp cái vấn đề đấy. Đúng rồi ạ. Và sản phẩm của mình thì cũng phải có giải pháp. Đúng rồi ạ. Ok. Và vậy là trong ít phút ngắn ngủi của chương trình Talk Show ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng trò chuyện với Lê Xuân, và chúng ta đã có câu trả lời cho việc bán hàng cho người thân. Nếu các bạn có những đóng góp tiếp theo thì hãy comment xuống phía dưới. Nếu đang xem video này trên YouTube, có thể là kênh của Thầy Dự hoặc kênh của bạn Lê Xuân, thì bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube và xem phần ghim bình luận ở phía dưới. Sẽ có món quà của Thầy Dự hoặc Lê Xuân sẽ gửi tặng cho bạn để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh. Thậm chí đó có thể sẽ là những món quà để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề mụn nám trên khuôn mặt của mình. Quà đó là miễn phí.
Và nếu xem ở trên Facebook thì hãy chia sẻ cái talk show này, sau đó comment là em đã chia sẻ và muốn nhận quà. Thầy Dự hoặc Lê Xuân cũng sẽ theo sát phần chia sẻ của bạn để tặng quà miễn phí cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hai bước để bạn nhận bài học mới của Thầy Dự mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước. Let it go.